Buka trách yêu Ginh Tuấn Kiệt, đàn trai vội đáp lời phũ phàng. Chia sẻ đầy ẩn ý của Buka nhắn nhủ đến Ginh Tuấn Kiệt đã khiến netizen không nhịn được cười. Nhắc đến những cặp đôi được dân mạng yêu thích và đẩy thuyền nhiều nhất trong thời gian vừa qua chính là Buka và Ginh Tuấn Kiệt. Dù hiếm khi lên tiếng về mối quan hệ này, song cả hai vẫn thường xuyên bị soi ra là Ginh đang trong mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu, khó thể nào chối cãi. Mới đây nhất, netizen đã vô tình bắt gặp khoảnh khắc Buka trách yêu Ginh Tuấn Kiệt. Theo đó, dưới một bài viết của Ginh Tuấn Kiệt, Buka đã để lại bình luận đầy hài hước. Ai mà được làm bồ người sâu sắc như em chắc có phước lắm. Có thể thấy, hành động của Buka quá đỗi ngọt ngào, nhưng một cách để ẩn ý rằng Ginh Tuấn Kiệt là người sâu sắc, tâm lý và ai yêu được anh chàng chắc chắn sẽ hạnh phúc. Không để đàn chị chờ đợi quá lâu, Ginh Tuấn Kiệt vội đáp lời đầy phũ phàng. Ủa chị muốn thử không thì để em xếp lịch. Việc xin chị em đồng thời đặt vấn đề muốn thử không đã khiến netizen bất ngờ, không hiểu liệu rằng đây chỉ là màn đánh lừa dư luận của Ginh Tuấn Kiệt Buka hay thế nào. Song động thái của cặp đôi đã khiến cư dân mạng chú ý, vội để lại những bình luận đầy hài hước. Ginh Tuấn Kiệt và Buka là cặp đôi đẹp của showbiz, tuy vậy cả hai từng lên tiếng cho rằng chỉ là bạn bè, chị em thân thiết, không hề có chuyện hẹn hò như lời đồn. Hiện Buka và Ginh Tuấn Kiệt vẫn thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện lẫn game show truyền hình, đồng thời chăm chút cho những dự án nghệ thuật của bản thân.